À tâm xin uh, chào quý cô chú anh chị ha. Tiếp tục uh, có những cái sản phẩm này nó rất là thích hợp cho những người mà thích những cái xe mà bền bỉ và thương hiệu. Thì đây là con uh, Vios bản G đời 2020. Màu vàng cát, một đời chủ mua mới, biển số Bình Dương. Xe này là bản G là bản cao rồi nha anh chị, G số tự động, G là chiếc nào cũng số tự động hết nha. Nó có hai bản bản E và bản G, đây là xe bản G. Đèn trước đó là đèn uh, có đèn led ban ngày đèn sau cũng là đèn led luôn màu vàng cát sơn riêng xe này thì khoảng trên 95 tút lại chút xíu cái cản trước thôi cản sau chưa tút luôn anh chị mình thùng là nước sơn riêng hết nội thất ngoại thất gì là riêng hết năm vỏ theo xe bánh bánh xe cua là chưa sử dụng đó vỏ lớp còn dày và ơ đô là chuẩn ơ đô là 40 45 000 bao chết hãng full lịch sử hãng nha xe này được bảo dưỡng rất là đều nha anh chị 45.000 cây Xe này thì được sở hữu là màu vàng cát Mới lắm Tâm bán 445 triệu nha anh chị 445 Sơn riêng thì còn 95% trở lên Mica đèn, đèn rồi sáng trưng anh chị 2020 Để Tâm phân tích cái xe 220 nha 20 thứ nhất là nó sẽ có cảm biến trước Cảm biến trước Đồng hồ điện tử Ga tự động rồi control, Còn mà 2019 là chưa có những cái mà Tâm vừa kể nha Xe này thì rất là mới nha anh chị Vỏ thì năm cái theo xe bánh xe cua là chưa sử dụng mới lắm mới tin à bao đẹp bao mới ha rồi anh chị coi nha đây là vỏ riêng theo xe nè vỏ riêng theo xe 5 cái luôn nhưng mà hai cái vỏ sau tâm thấy nó 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 hơi ồn nên tâm gắn hai cái vỏ sau mới vô còn hai cái vỏ của xe thì tâm vẫn giữ nguyên đó nếu mà anh chị mua thì tâm tặng theo về có gắn lại gì gắn hoặc cho ai cho giỏ thì cũng còn khoảng được sáu mươi nha anh chị đây hai nghìn hai mươi nè anh chị thấy không Tầng thứ bốn mươi hai hai mươi đó giỏ theo xe cũng còn khá là ok nha là giỏ trước tâm giữ lại giỏ sau tâm thay mới mới thay ngày hôm qua mới thay hai giỏ sau đi cho nó êm cái xe mà giỏ sau mà nó mới á là đi êm lắm giỏ sau nó sẽ nó sẽ êm còn vỏ trước rồi không sao hết anh chị để sao mà nó mòn là bắt đầu nó phát ra tiếng tiếng ù nó ù á nó, nó ù dữ lắm nó ồn dữ lắm mâm lớp rất là đẹp vỏ sau còn theo xe cũng y như vỏ trước vậy nhưng mà tâm đổi ra rồi à, xe này bên tâm bán là 445 không có lỗi gì hết nha anh chị nha sơn riêng hết này cản nè mí cản nè anh chị coi cản rồi đi hết nè không Sơn riêng thì còn trên 90 mươi nha anh chị mình thùng này là nước sơn của nó hết ha của nhà máy hết nha nội thất đẹp lắm đăng kiểm mới vỏ thì bây giờ giờ anh chị không có làm gì nữa hết riêng xe bên tâm thì như cỡ này trở lên thì không phải làm gì nha chỉ việc mua về xài thôi 445 triệu màu vàng cát trần đã lên 5 d rồi màu kem nó phù hợp với nội thất này nha anh chị đó có ga tự động rồi control tròn nè Qua lăng rất là mới Bọc bọc da ở ngoài ấy. Qua lăng bọc da ta mới tháo cái da ra ta bỏ 45 000 có full lịch sử hãng nha Mới mới bảo dưỡng hãng nha anh chị Nhắc bảo dưỡng tới 46 000 Bảo dưỡng móc 40 42 000 không ta? 4 000 là bảo dưỡng một lần Móc bảo dưỡng 42 ngàn Nay chạy được 45 000 rồi anh chị Xe này thì khỏi lo rồi ha Full lịch sử hãng thì mua sẽ yên tâm hơn nha anh chị Chuẩn euro là 45 000 nha xe còn rất là đẹp đó bao cho anh chị là kiểm tra và chết test máy chạy thì khôi rồi luôn em như là ý luôn 7 túi khí nè túi khí giáp dòng xe hết đồng hồ điện tử ha ga tự động ha 2020 mới có ga tự động nha anh chị nha 2020 màn hình nè rồi máy lạnh ô tô nè khóa thông minh còn đủ hai chìa đề xì top tươi đẹp bảy túi khí bàn giao cho anh chị xe này với cái mức giá yêu thương 445 triệu nha anh chị xe này mới đầu á, chủ đòi tới bốn trăm bảy lần. làm giá với bữa nay mới mua được có cảm biến trước sau luôn và cân bằng điện tử công tắc đâu nè còn mới nguyên luôn anh chị có thấy dấu bóng dấu mòn gì đâu Rô 45 000 442 cây Bảo dưỡng rất là đều <laughs> Alo Nghe đây Được anh 50% hai năm anh Đúng rồi Xe mới tên anh kìa tí nữa em điện lại cho em đang làm video anh ơi xe này mới lắm nha anh chị sản xuất 2020 ha. một chủ từ đầu nha Cốc số Bình Dương còn mới tin nè à. theo chỉ là riêng hết nha <laughs> nội thất là đẹp lắm tí xong chụp gửi qua anh ơi xe đẹp lắm anh chị mới lắm Trăng bóng luôn cái trần này là cao ráo sạch sẽ 10 chiếc là hết 8 chiếc trần 5D rồi còn lại hai chiếc kia vài bữa cũng bọc luôn 5D bởi vì cái tràng 5D nó sạch còn cái tràng nỉ nó nó dơ lắm nhất là mình để mồ hôi đầu tay đầu lên nó nó dơ lắm phải bọc lại ni lông bọc lại ni lông thì nó lùng bùng lắm nó thấp ni lông nó cứ lùng bùng lùng bùng xuống nó thấp nên sau này 10 chiếc là hết 9 chiếc bọc 5D rồi nhiều xe mới vừa mua trong hãng ra cái đi bọc 5D luôn anh chị mà mình thì mình bán cái 5D là khách thì không thích tâm thì sao cũng được 5D 6D không D cũng được mà khách thì khách không thích bởi vậy thấy cái tràng mà riêng á mình mừng lắm còn cái tràng 5D á, thì tràng 5D thì mình thì không thích luôn tại vì mình cũng theo cái số đông thôi khách không thích thì mình cũng không thích thôi chứ tâm thấy trần tràng 5D nó nhiều cái lợi lắm nó mát lắm đi mưa nó mát đi nắng để ngoài nắng á đi mưa nó không ồn, để ngoài nắng nó mát mà nó cao nó cao sát lên cái la phong á còn cái tràng mà ni lông á nó lùng bùng lùng bùng nó thấp mỗi người mỗi ý thích là anh chị ơi đây anh chị coi ha vỏ rin nè một trăm là chưa sử dụng cái xe phụ nữ thường là cái vỏ này ít khi nào bỏ xuống lắm chỉ có đàn ông người ta mới biết bỏ vỏ xuống người ta đi lúc lũng thôi còn phụ nữ là để chạy bừa luôn về thay vỏ bỏ vỏ luôn còn cái vỏ xe cua này có biết thay đâu mà mà bỏ 2020 nè vỏ chưa sử dụng nè từ thứ 40 2020 nè bánh xe cua là nguyên mới nha chưa động đậy gì hết ha xe này còn đẹp dữ lắm anh chị keo chỉ là rin hết màu vàng cát nha anh chị màu vàng cát sản xuất à, cuối năm 2020 tuần thứ 40 2020 á, là cuối 2020 gần qua 2021 anh chị mà chạy được à, bốn mấy ngàn là tính ra là cũng dữ lắm á giữ gìn á 45 ngàn bao chế hẻn và bao kiểm tra hãng đúng ơ đô km nha anh chị vỏ còn theo xe đủ 5 cái bánh xe cua chưa xài Vỏ sao là tâm vẫn giữ ở nhà nha để đưa cho anh chị luôn bởi vì khi bên cái xe mà bên tâm bán ra cho khách hàng đó là khách hàng chỉ về chạy thôi chả phải làm cái gì hết á kể cả nhớt tâm cũng thay luôn rồi alo Lô. nói đi anh ờ, em, đang hả? em đang làm video anh à, giờ thôi, giờ em nói chuyện chút có gì điện lại em cái xe mới lắm anh chị xe này mới tin nè à? 2020 một chủ mua mới mà sơn riêng còn trên 95 à, em này là một chủ luôn không có chồng có gì hết á mua về xài Nói chung à, đi cũng vừa chứ không có đi nhiều đó đi gần 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 là nên vỏ nó còn chứ mà đi xa xa là vỏ này banh hết rồi à, 2020 45.000 cây bản g bản g tính năng của bản g 220 thì nó như 21 chả khác gì hết nó chỉ khác cái mặt nạ với khác cái mâm thôi còn lại là giống y hết anh chị có ga tự động 29 nó đâu có ga tự động đâu 20 mới có ga tự động mới có cảm biến trước mới có đồng hồ điện tử mới có đèn à, đèn thì giống đèn giống 29 qua 21 là khác cái đèn nữa 21 khác cái đèn nhưng mà 21 thì giá nó cao rồi nó gần 500 rồi hoặc 500 rồi anh chị 20 thì nó mới có 445 nha chứ 21 làm gì có giá này xe thì mới dữ lắm mới tuyệt vời luôn không có chê vào đâu được nó mới cứng luôn anh chị màu vàng cát à, sơn ghiên là trên 95 phần trăm à. không có lỗi gì hết nha full lịch sử anh chị bao cho nhà mình đi kiểm tra chết test ha nội thất rất là mới luôn á tuyệt vời trên cả tuyệt vời nha anh chị anh chị thấy hợp lý thì alo cho tâm nha để sở hữu ngay con xe Vios bản G màu vàng cát 2020 45.000 cây không lỗi lầm rất là mới sơn riêng trên 95 phần trăm vỏ lớp còn theo xe đủ cũng còn được lắm á chuẩn cây số và đăng kiểm thì còn mới tới tháng 6 2025 tương đương với khoảng một năm rưỡi hơn một năm rưỡi nữa khoảng 18 19 tháng nữa anh chị rồi xe thì đẹp như ý luôn mica đèn nè nó sáng rực rỡ luôn anh chị rực rỡ quá đẹp quá tuyệt vời tâm để cho anh chị 20 là nó có thêm cái đèn mi ngay đây nữa nha anh chị chứng minh được là 20 nó có đèn mi ngay đó nữa còn 20 21 thì là đèn full led hết 20 thì nó lại khác nữa 19 nó khác nữa Nhiều quá anh chị ơi Rất là nhiều Một cái đời xe là ra là nó thay đổi Cái chút cái chút Nhiều lắm Để tâm mở đèn cho anh chị coi Đèn xe này nó sáng Nó đẹp Nó lung linh Rất là sáng nha đèn gà mở trước này bị xúc cái dây hay sao tí nữa về tâm câu cái dây lại cái máy bao mới luôn á máy không mới không lấy tiền cái máy mới giữ dần ốc tán nè cái gầm mới, cái gầm máy rất là mới, ốc tán còn chấm son hết luôn, mới tin anh chị. cửa cốp capo là chưa tháo gì hết nha, kêu kỹ là riêng hết nha anh chị cái này thì bên tâm bán bao rồi đó tôi chỉ là tầm bao riêng nha đẹp lắm anh chị ơi máy móc rồi mới tin nè nhớt thì bên tâm sẽ thay một bình nhớt mới chủ này cũng thuộc dạng kỹ á ruột máy mới lắm chủ thuộc dạng kỹ cái ruột máy mới tin nè rồi bên tâm sẽ bán cho anh chị xe này là bốn trăm triệu ha 2020 ha bao rút hồ sơ nha anh chị xe chuẩn ô không tua cả đồng hồ sơn riêng thì còn nhiều chất xe đẹp đẹp từ a tới z luôn được cái màu vàng cát rất là dễ dùng nha anh chị. Anh chị thấy xe này hợp lý thì alo để chốt nha. Tâm cảm ơn anh chị rất là nhiều luôn luôn tin tưởng và đồng hành cùng ô tô Di Tâm ha. Nhớ bấm nút đăng ký cho ô tô Di Tâm nha anh chị, đăng ký, like và chia sẻ. Tâm cảm ơn anh chị rất là nhiều. Đến với ô tô Di Tâm thì yên tâm nha, không phải lo nghĩ bất cứ một điều gì hết. Không có chuyện mà lọc lừa dối trá gì đây ha. Đó. Rất là nhiều sự lựa chọn tại công ty ô tô Di Tâm. Thì lúc nào tâm cũng có khoảng 70 xe bổ rồng bổ rồng cứ bảy chục xe tám chục xe bảy xe tám xe lúc nào cũng sẵn sàng hết chờ anh chị đến để phục vụ mọi hình thức mọi giá thành và mọi chất lượng đều mang đến một cái lợi ích nhất định cho khách hàng của mình hết thì đôi bên cùng nhau phát triển và có lợi tâm cũng có được tiền lợi nhuận từ cái việc bán xe và khách hàng cũng có được một cái sản phẩm phù hợp và hợp lý để về phục vụ gia đình ha tâm xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị nếu mà thấy xe bên Tâm hợp lý thì gọi cho Tâm bằng số điện thoại là 0917 215 512 nha. Đến xem xe là địa chỉ gần Ủy ban xã Bình Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Còn Google là đại lý ô tô Di Tâm nha anh chị. Tâm cảm ơn anh chị rất là nhiều. Xin hẹn gặp lại nha.